Những chiếc đồng hồ to không tả được. Cái này chắc là tay bác nào phải to cỡ tầm khoảng độ 23 đến 25. Đây là cái đường kính size của nó, bác nhìn này. Đường kính size của nó 52. 52. Sai. Kính size 52. Còn nếu mà đường tính cả đường kính chốt này, em đo cả chốt này, lên đến 58. Nha. Đây này, băng dính chưa lột băng dính này. Chưa lột bác nhé. Con này chạy kim rốn ạ. Bác thích chạy kim rốn thì chạy, mà thích chạy kim dây thì kim dây. Bác có thể ấn trên chế độ chạy kim dây được mà nhé. Đây. Con này đây. Thôi cứ về thôi. Con này chưa bóc siêu, tất cả siêu còn chưa bóc ạ, còn nguyên siêu. Nguyên siêu luôn. Đấy. Logo dập đáy, nhìn đáy nó khủng chưa? Tất cả siêu đeo nữa chưa? Inverter à? Inverter à? Này, nó nhìn này. Đấy. Đáy máy này. Inverter. Con này khủng lắm. Các bác đeo lên tay cảm giác như kiểu đeo một cục vàng. Quá khủng. Tay bác nào phải to nhá. Tay em thì chắc chắn không đeo được rồi. Tay em đeo nào được bác? Đây. Tay em Tuấn thì không đeo được. Đây em mở này ra. Tay bác nào phải to quá. Này. Nó dập hết nhá, dập logo thương hiệu hết ở trên này luôn. Đấy. Quá dã mà luôn. Quá khủng luôn ạ. Để em cho lên tay của em xem nó như thế nào bác nhé. Ôi chà chà. Ôi già già. Ôi đời, cái tay bác là thật to. Em Tuấn cho sang tay này nào. Đây ạ. Này tay bác nào phải to gấp đôi tay em phải đeo lên bắp tay mới được. Đây. Tay bác nào phải tầm 25 đeo nó mới đã. Bao nhiêu? 25 đeo mới đã. 23, tóm lại là 25 nhưng hơi to. Tất cả cổ tay bác nào tầm khoảng độ 21, 22 được. 2, 21, 22, 23. Cái đường kính của tay ấy. Đấy, được chưa ạ? Quá khủng chưa các bác? Đây là cơ hội cho bác nào có cổ tay to nhá, để chọn được những chiếc đồng hồ. Có nhìn nhá. Nó quá khủng luôn ạ. À, con này để cho bác mức giá 3 triệu 9. 3 triệu 9, chưa bóc siêu luôn. 3 triệu 9 nha. 3 triệu 9 đấy. Đây. Nên biết ta à, sổ của nó đây. Theo là sổ của nó này. Sổ rồi là giới thiệu cho này, sổ này. Thẻ này. Đấy, làm như này. Và cái hộp của nó đây nữa. Hộp của nó nữa. Hộp họ làm cái hộp cao su hay hộp gì ấy. Chống sốc rất là tốt luôn. Đấy. 3 củ 9 bác nhá. 3 củ 9, bác nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn. 3 củ 9.